Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái cuốn sách vải có tên là Cuốn sách Diệu Kỳ. Quyển sách có số trang cũng không quá nhiều, rơi vào khoảng độ 8 trang. Ở trang đầu tiên thì mẹ của bé muốn bé có thể luyện đôi tay khéo léo với những cái phần ví dụ như đóng cúc. Việc này đối với các bé là tương đối khó, hoặc là việc kéo khóa thì có vẻ đơn giản hơn một chút, nhưng mà đóng cúc thì cần một đôi tay thực sự rất là khéo léo. Ở trang tiếp theo thì hình ảnh về ngôi nhà để cho bé có thể tìm hiểu về những cái thế giới quan. Chúng ta có thể thấy là cửa sổ này, cửa chính, rồi vẫn là một cái ô cửa sổ hình vuông. Bên cạnh là cây táo. Ở chủ đề cây táo này thì các bạn có thể nhận biết được màu sắc cũng như là số đếm. Các bạn có thể dạy cho bé về số lượng quả cũng như là màu sắc. Đây cũng được coi là một trang mà hầu như rất nhiều các mẹ ưa thích. Tiếp tục đến trang tiếp theo là trang phơi quần áo. Đây là một cái kỹ năng có thể nó sẽ giúp cho bé làm quen với việc làm việc nhà. Ok, tiếp tục với một cái kỹ năng vận động tinh nữa, đó là luồn chỉ qua những cái ô tròn. Ở đây chúng ta có cái số lượng ô chúng ta có thể nhìn thấy. Rồi tiếp tục ở trang tiếp theo, đó chính là nhận biết màu sắc cũng như là về kích thước của hình từ lớn đến nhỏ. Các mẹ có thể cho bé chơi được rèn luyện kích thước hình học ở ô bên cạnh. Rồi như thế là mình đã giới thiệu qua về một chút về cuốn sách có tên là Cuốn sách Diệu Kỳ. Tiếp tục đó là sách của bé Khánh Chi. Cái quyển sách này thực ra mình vừa mới làm xong và có thể quay luôn tại cái bàn của mình. Cuốn sách này thì đa dạng hơn cuốn sách trước rất là nhiều, với chủ đề xem thời gian này, động vật, chú cá, chú mèo, rồi gian bếp. Chúng ta nhìn thấy một cái gian bếp tương đối là sinh động đúng không? Để các bé có thể chơi đồ hàng. Rồi rất nhiều các dụng cụ ở bên trong. Đấy, những bát cơm này. Cùng với đó là một chiếc tủ lạnh với đầy ắp những cái đồ ăn. Rồi tiếp tục là một trang về nhà vệ sinh, về nhà tắm. Trang này được thiết kế màu hồng dành riêng cho các bé gái. Vẫn là chủ đề phơi quần áo, đây là chủ đề thường như các mẹ thích dành cho các bé. Bầu trời chúng ta thì phân biệt được là ban ngày và buổi tối. Có cả 7 sắc cầu vồng kia. Rồi trang tủ quần áo và trang buộc dây giày. Các mẹ chú ý là kỹ năng buộc dây giày đối với trẻ 4 tuổi là trẻ bắt buộc phải biết buộc dây giày. Rồi như thế là mình đã giới thiệu xong cuốn sách của bé Khánh Chi. Xin chào và hẹn gặp lại.